Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại phố cổ Hội An ha. À, phía trước mặt cả nhà đó là con sông Hoài, sông Thương hay sông Thu Bồn đây. Cô cho con hỏi một cái. Đây là sông Hoài, sông Thương, Thu Bồn là đều tên nó đúng không cô? Sông Thu Bồn đầu kia cho, sông này sông Hoài. Sông Hoài. À. Vậy Lý Hiền nói sai rồi. Sông này là sông Hoài còn gọi là sông Thương đúng không cô? À rồi. Dạ. À, chúng ta đang ở Hội An ha. Phía trước mặt cả nhà là sông Hoài hay là sông Thương. Để coi. Bây giờ thì Lý Hương với lại Lý Hiền sẽ chọn mua hai cái nón lá để ngày mai đi chụp hình áo dài ha. Cái này mình bán như này mình có thuê không cô? À, tôi thấy tôi thống đây tôi không thấy hợp không? Thế cho mình đóng thuế. À cho nhà nước. Dạ. Một sạp như này cô có thể tiết lộ không? Tiết lộ đây nè. Cái thuế của nó là bao nhiêu? 500 ngàn đó con. Bao nhiêu? 500. 500. Nhưng mà còn 5 còn đen đây. À, à. 5. Cứ một sạp như này á cô là khoảng bao nhiêu mét vuông cô? Đâu cho bọn cô có 9 9 mét vuông. Mấy cái mét? Mét 2. Mét 2. Bởi ngang. Đó, mình nói đây, mình nói đây. Còn nếu mà mình muốn rộng hơn thì mình mua 2 ô. À đúng rồi. À. Cô bán hàng ngày luôn. Đâu có 3 giờ bắt đầu xuống luôn. Dạ. Yeah. Bán mấy tí bây giờ là 3 giờ chiều. À. Còn buổi sáng đi có ai bán không? Không có. Buổi sáng là bán đang sốt rồi đi có này. Dạ. Yeah. Cái này chỉ bán tối thôi. À bán tối thôi. Dạ. Yeah. Rồi một cái như này cô bán là bao nhiêu? Thì 40 ngàn. 40 ngàn. À, chắc giá hả quý vị? 40 ngàn. Ở đây thì phía bên đây thì có những cái đồ gọi là lưu niệm ha. Còn bên đây thì phụ kiện, nón. Rồi. Con qua chạy đây bên kia chưa? À, bên kia hả? Tụi con mới đi dạo vòng đây. Đi qua bên kia còn đẹp nữa. Tại vì đây bên nó lớn hơn. Nó không bằng bên đây đúng không? Bên đây đúng là kiến trúc. Đèn nhiều. Dạ. Bên đây là nước. Bên kia là mới ạ. À. Không, bên đây là mới nhưng mà bên đây là có quốc cà phê cầm nữa là đẹp sổ. Quốc cà phê không cho. Cho nên là ở đây là các Hàn Quốc đồ là vô quốc cà phê cầm. À, cà phê cộng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Dạ. Để đường con. Người Tây thích mua nón không cơ? Thích mua nón lá nè. Dạ. Quốc có lợi Tây ha. Dạ. Đó, chúc cô bán đắt nha. Dạ, tụi con xin phép đi. Mấy con ở đâu đi? Tụi con ở Sài Gòn vô. Dạ. Con đi mấy bữa rồi? À, mới bữa đầu tiên lại Hội An. Dạ. 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 Ví dụ như từ một con mua hồng môn mà con để qua dịch vụ qua xếp rồi thì đó là hợp tất cả chạy rồi. Chạy rồi thôi chạy lại cho bây giờ. Dạ. Yeah. Hai nước bà mới nói bà mua tu giấy mà chị má để nuôi bên này cầm chạy thôi. Con. Dạ. Chưa hợp mấy giờ mấy ngày nữa con mới đi rồi này. Con chơi ngày mai rồi xong là ngày mai là tụi con về Đà Nẵng luôn rồi xong rồi con chơi Bà Nà xong con sẽ về Sài Gòn có 3 ngày ở Đà Nẵng. Dạ. Cô là người gốc Hội An. Người Hội An là người xứ Quảng đó. Dạ. Có danh hài rất là nổi tiếng trong Sài Gòn là Trường Giang. Dạ. Cô biết Trường Giang không? Dạ biết chứ. Cô biết mà không? Dạ. Cô biết nhà Trường Giang không? Con là chơi Trường Giang. Hình như con biết Trường Giang hả? Con là chơi Trường Giang. Trường Giang hả chị? Sao cô hỏi sự thật đó chứ? Dạ. Mua đi con, mua chiều nay đi con. Con là coi như là con là cái chơi của Trường Giang. Con là một người xem Trường Giang giống như mấy cô thôi. À, giống hả nè. Chứ cô nghĩ con là gì Trường Giang? Cô gì vậy? Không. Bạn đúng không? Bạn của Trường Giang đúng không? Rồi. Rồi, đó. Ai nữa? Em Trường Giang. Rồi. Đây đúng không con? Đây. Dạ, cảm ơn cô. Giờ em Trường Giang vô rồi. Cô biết nào thi đó con nè thi nhất là mười khó nào cho cô để vẽ một con nào.
Dạ, dạ. Là Nhã Phương. Nhã Phương. Con là Nhã Phương đó hả? Nè nè. Dạ. Dạ, vợ Nhã Phương. Con là Lý Hương chứ không phải là Nhã Phương. Dạ, con tên Lý Hương. Dạ. Quăng bơm á. Giờ Lý Hiền quăng bơm. Dạ. Rồi, chúc cô bánh bắt nha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Nhìn nhá cho này những đống phim hả lộn chi đó. Đây, con có hai khán giả phát hiện đóng phim. Đóng phim gì cô? Con nhớ đóng phim gì? Con nhớ đóng phim gì? Con nhớ. Hình như có một sự sai sai nhẹ nhẹ ở đây không? Con là một người bình thường thôi cô ơi. Rồi. Giúp con đi gặp người may mắn ha. Dạ, cảm ơn cô. Để tới chia sẻ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ chúng ta đi thả bóng đèn nha. Thả bóng đèn thôi. Thả bóng đèn xong rồi mình sẽ kết thúc khám phá Hội An buổi tối. Đây, ban nhạc. Tối tí thôi vậy. Đây bên hai bên thì cũng có bán những cái hàng quán ha, những món đặc sản của Hội An, cao lầu. Ngồi dọc bờ sông quán hướng. Trời ơi. Mém đụng mềm bé. À. Bộ ra thôi. Câu đi bộ. Bộ ra đi thôi. Luôn đi. Anh em đi tận đây thì bắt đầu gặp. Hai mẹ nó ngồi hát rồi. Việt Nam đi thuyền chơi á. Đi xe ra đi thuyền chơi bóng em. Khu này hơi tối một tí thôi vậy. Đây có hát và biểu diễn mà. Đây, đi qua chưa?
choi choi á. Bởi anh thương chuyện nhớ quê mà em hồ hát chơi sao? Anh đây hỏi đi hỏi đi xíu chơi xe thổ giò lô tô hay sao? Hỏi thử mấy đứa nhỏ nó chơi đi. Mười hai bà mũ đen trời kéo tay nhạo nắng ra người mà tặng gian cố nắng khi mà nắng là nắng lục làm bà thì thiếu đợi người ông lại giờ thừa ban ngày cứ sắp đông đưa em lẻ trái lục mà đám em cái nào cùng ra hay á bố chị bài tròi Hội An ha, Hội An bingo game di sản văn hóa phi vật thể luôn. Đại diện của nhân loại nghệ thuật bài tròi. Bài chòi là ngồi trên mấy cái chòi này nè. Hôm nay là ngày 17 tháng 10 con bắt tay nữa chị em chơi cho thoải mái hơn. Dạ 20 ngàn một thẻ. Mà hôm nay con đang mời chị em con chơi nữa. 13 thôi. Ôi nhưng mà mấy người Tây sao mà chắc nhận hình quá. Mời cho nên chúng ta cứ tự nhiên vào bên trong nè. Chòi lá, ghế, chiếu, miễn phí. Chúng ta vào người, ai muốn tham gia thì cùng mua cờ. Rồi thôi mình đi qua bên kia. Ồ, đường này đường gì đây ta? Khu bài chòi là nằm ở ngay góc đường là gì ta? Góc đường Nguyễn Thái Học. Không biết đường bên kia là đường gì luôn. À,
mấy bạn nữ cô rất là thích là mấy cái đèn đèn dây. Đi thôi không mua cái không? Thôi, nghỉ vui đi, đội nón rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi qua Thả Lồng Đèn, tới tiết mục Thả Lồng Đèn. Cầu may mắn. Rồi nhờ Lý Hiền vô. Máy bay chào tạm biệt cả nhà. Bây giờ video ở đây chúng ta đi qua coi thả đèn lồng. Chúng ta trực tiếp thả đèn lồng. Ok. Bye bye, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Wow, có một anh làm gì đây? Chắc bán vé số quá. Rồi. Nào, chúng ta cùng đi.